Hello, xin chào mọi người nha. Mình vừa mới đi làm về á mọi người. Mình ghé rẫy mình kiếm ít đồ ăn mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái món, đó là canh bồi lá mướp nha, đọt mướp nha mọi người. Đây, đây là đọt mướp mọi người. Mình hái đọt mướp non rất là ngon này. Giờ mình sẽ hái nó về để làm canh bồi nha mọi người. Món này là của người đầu tiên người ta thường làm để ăn với cơm mọi người ạ. Rất là ngon luôn. Giờ mình đi hái cái đọt mướp này để làm này. Mọi người cùng mình đi hái đọt mướp ha. Đây là cái khu đọt mướp nó mọc dại mọi người. Giờ mình đi hái mấy cái đọt như vậy này. Đọt non này này. Hái về để nấu canh này. Đọt non này ăn rất là ngọt luôn mọi người. Nấu canh bình thường thôi cũng rất là ngon luôn. Đây cũng chắc cũng vừa mới có người hái sao á mọi người, nhưng không được nhiều cho lắm. Đọt mướp mọc hoang này nó không được to như là đọt mướp mình trồng nha, nó nhỏ lắm. Đây, cái dàn mướp đó, mọc hoang này ở trong vườn đều này, mỗi năm thì nó mọc nhiều hơn, năm nay nó mới sao nó ít lắm mọi người ạ. Mình chỉ kiếm được hồi nãy mình đi hái ở trên kia được một bó rồi, một bó nó nhỏ rồi, chưa đủ nên mình xuống đây hái thêm. Giờ mình bắt đầu đi hái mấy cái lá thơm, lá gừng để giả giả cái bột mà mình giả bột để mình bột. Đây này. Đây là cái lá gừng thì mình chọn mấy cái lá nó non để giả chung với bột cho nó thơm đó mọi người. Về mình để đây rồi mọi người. Giờ mình chắt cái nước gạo này đi này. Anh bồi mình ngâm gạo để giã cái bột, làm cái bột. Chủ yếu là cái bột này nha mọi người. Không có cái bột này người ta không gọi là cái bột. Chắc có lẽ như thế. Đây là lá nhau, lá thường dùng để nấu canh bồi, không có cái lá này người ta cũng không gọi là canh bồi, hình như là thế. Đây mọi người, cái lá này hái ở trong rừng mọi người ạ. Cái lá này nó mọc thành dây, nó có gai gai gai. Mình không biết cái bỏ cái lá này để làm cái gì nhưng mà bắt buộc phải có. Sẽ lấy cái bên ngoài của cái chỉ lá này mình sẽ bỏ đi, tại nó sẽ không nát được cái lá. Giờ mình xé này ra thôi. Đây mọi người, bỏ lá và lá nhau và bột gạo vô rồi mình bắt đầu mình giã cho nó nát ra mọi người. Mọi người đừng chê nha, cái cối này là có niên đại nó nằm khoảng 20 năm nữa mọi người. Cối cổ đó.
cứ giã như vậy cho đến khi nào nó nát luôn mọi người. Nó hòa quyện cái lá với lại cái gạo bua với nhau. Bây giờ mình giã ra. Sau khi mình giã được một thời gian đó mọi người, cái bột nó cũng gọi là cũng mịn rồi mọi người. Mình sẽ thái cái lá gừng hồi nãy mình hái á, thái nhỏ như này, bỏ xuống và mình tiếp tục giã. Giã khi nào nó hòa quyện lại với nhau là được. Cái bột này có thể giã, bạn có thể ăn cay á mọi người, thì bỏ thêm ớt này, rồi vài củ hành cho nó thơm nữa. Còn mình thì hôm nay ở trong đây mình không có hành với ớt nên mình không bỏ. Giờ mình tiếp tục giã mọi người. Đây là cái bột mình đã giã xong này mọi người. Nó mịn ra như thế này. Mình giã không quen, đổ hết cả mồ hôi luôn mọi người ạ. Giờ mình sẽ múc bỏ trong cái bọc để mang về nấu. Ở trong này mình không có nấu, mang về nhà mình nấu. Đây mọi người, đây là cái rau mướp mình hái về để nấu canh bồi này. Nó hơi ít đó mọi người. Bây giờ mình hồi nãy mình đi mình hái thêm ít bầu này, lá bầu này. Còn mình bỏ thêm ít măng tại vì nó ít rau quá mọi người. Măng củ bào lên như này. Bào mỏng để rồi luộc sơ qua rồi mình nấu chung với lại cái đọt mướp này. Ba, nấu gì? Nấu canh bồi em. Măng bào nhìn mỏng rất là ngon mọi người. Mọi người, canh bồi mình hôm nay mình nấu mình bỏ thêm một ít hành nha mọi người. Giờ hành mình sẽ giã ra cùng với ớt. Giờ mình đi hái ớt và chế ớt để cho nó cay cay cho nó ngon mọi người. Đây là bột giã này. Lát mình nấu, để lát nữa mình nấu. Giờ mình đi hái ớt để giã nát cái hành này với ớt ra để trộn với cái này, trộn với cái bột này để lát nữa mình bỏ xuống canh cho nó cay cay cho nó ngon mọi người. Đây là cái hành với ớt hồi nãy mình giã, bây giờ mình trộn với bột, bột mình giã, mình đổ nước xuống rồi chuẩn bị bỏ xuống cái nồi măng hồi nãy mọi người. Mình quay cái nồi măng cho mọi người thấy. Đây, rau thì mình cũng đã bỏ rồi á, tại nước sôi rồi rau bỏ rồi. Giờ mình bỏ cái bột xuống là chờ nó sôi lên lần nữa là chín mọi người. Mọi người ơi, giờ rau cũng đã chín rồi này, giờ mình đổ cái bột với cái lá nhau mình giã xuống này. Thường thì đổ cái bột này chỉ lấy cái nước bột thôi, nhưng mà hôm nay mình thích ăn đặc đặc nên mình đổ hết xuống luôn cho nó ngon mọi người. Đổ xuống vậy rồi chờ nó sôi lên đợt nữa là thành phẩm nha mọi người. À, ok luôn. Mình đã thấy dậy mùi rồi đó mọi người. Rất là nhanh. Món này là món chay nha mọi người. Chay mặn ai cũng dùng được hết. Không chay không mặn cũng dùng được. Gần sôi mình nêm thêm cho nó vừa ăn rồi là ok á mọi người. Đây mình quay sát lại. Quay vậy mờ quá mọi người. Nó kêu